Hello, xin chào mọi người. Mọi người ơi, mọi người biết mình đang làm gì đây không? Mình đang quét chả cá. Thì hôm nay mình làm chả cá. Cái cá này là cá thác lát. Mình mua về mình tự nạo. Giờ mình quét cho nó dai rồi mình sẽ đi chiên và mình sẽ làm món bánh mì chả cá mình ăn. Bây giờ mình mời mọi người cùng vào bếp làm món bánh mì chả cá với mình nha. Chờ cái này mình đã nạo sẵn nêm trong đây là gia vị những gì mình thích, thì cá thì nó cá bên đây nó hơi tanh cho nên mình đã nêm dầu mè vô đây cho nó thơm, nước mắm, đường, rồi xíu bột ngọt, muối, nước mắm ngon ha mọi người, tiêu, hành, tỏi, ớt đó. Chủ yếu là mình phải có xíu dầu mè chứ không thôi nó tanh dữ lắm. Cá bên đây nó tanh, cá đông đá, cá thác lát đông đá đó, cho nên nó tanh. Cho nên bây giờ mình đã quét dai rồi đó, bây giờ mình sẽ đi chiên nha mọi người. Mình sẽ chiên bằng cách mình sẽ bỏ chả cá này vô trong một cái bịch ziplock. Mình sẽ đi lấy cái bịch ziplock đây. Bây giờ mình đã có một cái cục chả cá bự này rồi, mình sẽ chia ra một nửa, mình sẽ bỏ vô cái bịch ziplock. Mình không có chiên hết, để dành cái này để mai mốt mình sẽ nấu bún chả cá hoặc là chiên ăn cơm cũng ngon lắm. Mà hôm nay mình sẽ làm bánh mì, mình đang thèm bánh mì chả cá. Thì bây giờ mình bỏ cá vô trong cái bịch này ha. Chả cá thác lát nó dai ngon lắm mọi người. Mình quét nó dai, nó dính, nó không có dính vô bịch tay mình luôn. Đó, mình bỏ đi. Mình sẽ làm chả cá giống như là chả cá sợi á mọi người, cho nên mình sẽ bỏ vô cái bịch này nè. Xong rồi mình đi cắt cái đít này một xíu. Muốn cộng to thì mình cắt to, cộng nhỏ thì mình cắt nhỏ ha. Mình sẽ đi chiên. Đây mình chiên nó. Đây mình có chả dầu đã nóng rồi ha. Bây giờ mình chỉ có vặn chả cá vô thôi. Đó mọi người thấy mình bóp ra nè. Bóp cũng không phải dễ đâu mọi người ơi. Thấy hơi bị cứng đó, mình dùng hết sức luôn đó. Và từ từ nó mới xuống, thì sợi dài sợi ngắn tùy thích ha. Sợi này dài nè. Đó, chả cá của mình nó phồng dữ lắm mọi người ơi. Chả cá thác lát này nó ngon dữ lắm. Chiên nó phồng lên. Nhưng mà tí mình vớt ra nó sẽ xẹp xuống. Giờ mình chiên cho nó vàng rồi mình sẽ vớt ra một cái dĩa có giấy thấm á, thấm dầu cho nó bớt dầu đi ha. Đấy, đợt này ra và mình sẽ chiên cho xong và mình hết cái miếng cá này thôi. Đấy, nó vàng như vậy mình gắp là được rồi đó mọi người. Tí nó sẽ sụm lại, nó sẽ màu vàng ngấn đẹp lắm luôn. Đủ hết các kiểu hết. Và đây mình đã chiên xong, bây giờ mình sẽ đi làm bánh mì ha. Thì đây mình có rau chua để ăn chung bánh mì nè, rau răm, dưa leo và tương ớt ha, tương ớt con gà đó. Đây cái cọng nào nó dài thì mình sẽ lấy cái kéo mình cắt ngắn ra. Tại ổ bánh mì mình hôm nay mình mua loại ổ bánh mì tròn chứ không phải là bánh mì baguette. Mình cho mọi người coi ổ bánh mì ở đây, bánh mì Sài Gòn 1.000 một ổ đó. Ổ bánh mì này mình gọi là bánh mì rau, ở đây họ nói là rau tròn tròn đó. Giờ mình sẽ đi mổ bánh mì và làm một ổ bánh mì chả cá. Bánh mình xẻ ổ bánh mì cũng không có được khéo nữa. Và bây giờ mình sẽ bỏ chả cá vô nha. Chả cá nhà làm thì bao ăn, bao vệ sinh, an toàn, sạch sẽ, cho nên là bao ngon.
mình nêm nếm theo gia vị của mình. Ở ngoài họ bỏ cái chả cá, không biết họ bỏ cái gì vô. Nhiều người thấy bỏ bột, bỏ gì lung tung hết. Mình không có bột, chả cá hoàn toàn là cá không đó mọi người ơi, dai ngon lắm. Đó, mình làm thì nó không có được đẹp đâu mọi người ơi. Hình như là phải bỏ rau trước thì phải, mình không phải dân bán bánh mì. Trời ơi, hình như mình phải bỏ rau trước, bây giờ mình mới bỏ rau vô thì nhìn nó không có được đẹp nữa ha. Thôi mà kệ đại đi, miễn sao chất lượng, vệ sinh, an toàn, sạch sẽ là được rồi. Chứ bây giờ không cần đẹp nữa mọi người ơi. Đáng lẽ phải bỏ rau, dưa leo xuống trước. Không, mình thích ăn cái thử theo cái kiểu bánh mì chả cá với rau răm không. Thử coi làm sao rồi mình sẽ làm bánh mì có rau chua ha. Đây, bây giờ mình sẽ bỏ tương ớt lên. Rồi, chai tương ớt chưa mở nắp đâu có bóp được đâu. Rồi, phải mở nắp ra. Đó, mở nắp và mình đã xịt một ít tương ớt lên rồi đó mọi người. Mình xịt cũng không được đẹp lắm ha. Thì bây giờ mình sẽ cắt ra một nửa. Mình sẽ ăn thử một nửa không có rau chua và một nửa mình sẽ có rau chua và có thêm dưa leo vô thử coi nó có ngon hay không ha. Coi cái nào ngon, cái chả cá không. Ngày xưa thì mình hay ăn chả cá không à. Bánh mì chả cá không có gì hết á. Còn bây giờ có rau răm, có dưa leo, có rau củ cải ngâm chua nữa thì coi coi cái nào ngon hơn. Mình sẽ lên bàn mình ăn và review cho mọi người nha. Hello, xin chào mọi người. Mời mọi người cùng ăn bánh mì chả cá với mình nha. Và bánh mì chả cá thì mình phải uống với nước ngọt. Nước này gọi là gì? Tender, doctor, tender là giống như là gọi là gì anh? Doctor pepper giống nhau hả? Đây con muốn ăn có rau chua hay là không? Có ăn hả? Ok, vậy mẹ ăn. Mời mọi người nha. Chả cá dai thơm ngon. Bánh mì giòn. Làm chả cá thì nó mệt xíu nhưng mà ăn rất là ngon. Ngon quá. Giờ ăn thử cái có rau chua với có dưa leo thử. Rau chua này mình cũng làm luôn đó mọi người. Còn ớt cắt lát cay quá không có ăn nổi mọi người ơi.
Bánh mì có rau chua ăn nó ngon hơn là bánh mì không có ha. Bánh mì chả cá không thì mình ăn mình cảm giác là không ngon bằng. Ăn chút xíu vậy thôi, mình review cho mọi người món bánh mì chả cá của nhà mình hôm nay như vậy được rồi ha, chứ mà ăn hết thì lâu lắm. Mình xin kết thúc cái video clip này hôm nay tại đây và xin mến chúc tất cả mọi người luôn vui khỏe và bình an, và nếu thấy thích xin hãy làm món bánh mì chả cá giống mình ăn ngon lắm mọi người ơi. Mình xin chào tạm biệt, bye bye, và hẹn mọi người vào những cái video clip tiếp theo của mình nha. Nếu thấy thích xin hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha.